Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những đồ chơi mà mình được bố mẹ mua cho. Và đây là những đồ chơi của mình nha. Đây là mình đã bóc hộp sẵn rồi, để mình quay cho nó nhanh. Và đây là cái máy tính tiền này. Đây, nó có cả ngăn để đựng tiền nha các bạn. Mình sẽ mở nó cho các bạn xem này. Đây là thẻ ngân hàng. Và đây là tiền đô la nhé các bạn. Nhiều. Có 10 đồng mình đếm rồi. Và đây là bắp ngô vàng, nhìn như bắp ngô thật luôn. Và đây là chai sữa. Hai chai sữa. Đây nữa. Và đây là một hộp bánh. Đây là cái bánh để mình ăn bình thường luôn. Và còn cái này là đùi gà. Mình rất thích ăn đùi gà. Và đây là con cá mà mình thích nhất. Và đây là cái rổ để đi mua sắm. Đây là đồ hàng để mình đi mua sắm này. Sách. Và sau đó thì đây là hộp cà phê nhé các bạn. Mình đã dính băng dính vào những cái hộp bìa như thế này để mà nó đỡ bị rách. Và đây là cái hộp hạt tiêu, mình cũng có thể mở ra bằng vàng. Nó có những cái lỗ bé bé ở đây, rất là dễ thương. Ở đây thì nó sẽ có những cái nút bé bé như thế này để mình đếm số ấy. Ví dụ đây là cái bắp ngô mình đã cân, mình ấn vào hình bắp ngô nha các bạn. Đó, và nó sẽ kêu tít. Đây là những con số mình sẽ giả tiền. Đó. Mình không biết mấy cái chữ này là cái gì luôn. Cho nên là nếu như các bạn mà biết cái chữ như thế này ấy, thì hãy chia sẻ cho mình biết nhá. Hãy để xuống một phần mô tả để cho mình biết xem những cái chữ này là gì nhá. Sữa này có thể mở và đóng mắt lắp được này các bạn. Mỗi khi mà mình tính tiền ấy là mình sẽ cân cá thì mình sẽ cân, còn những cái bánh này là mình sẽ như thế này mình giả tiền luôn nha các bạn. Hoặc là quẹt thẻ đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây. Đó, quẹt thẻ. Rồi không cần trả tiền nữa, chỉ cần quẹt thôi các bạn nha. Đấy, mua đồ thì mình sẽ đựng vào chiếc giỏ bé xinh như này, rất là đáng yêu. Và tạm biệt các bạn ở video sau nhé. Nếu như các bạn mà thích video này thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký nhá. Tạm biệt các bạn ở video sau.